Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Vĩnh Lợi thuộc huyện Tân Hưng tỉnh Long An. Thì em có nhận quay bán thửa đất có diện tích là được 15 công, tức là 15.000 mét vuông nha cô chú anh chị. Mặt tiền của mình là được 55 mét nha, tiếp giáp với đường nẻ xanh. Hiện tại đường nẻ xanh này ô tô 4 chỗ 7 chỗ là đi vi vu luôn. Hướng này đi thẳng luôn là mình ra ngoài tỉnh lộ 89 tầm khoảng 5 km nha. Cách quỹ ban thì tầm khoảng là 3 km thôi cô chú anh chị. Thì đó là quỹ ban nha. Thì cái hậu của thửa đất mình, cái hậu đi sâu vào bên trong á là được 275 mét nha. Thửa đất của mình thì vuông dứt luôn cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Đường nước bơm thì hẳn hồi. Đất mình thì nằm trong cái diện mà trạm bơm điện nha. Làm được 3 vụ lúa luôn. Cành bờ của mình tới đây, đường nước này thì mỗi người nữa nha cô chú anh chị. Đất làm 3 vụ lúa rất là đẹp luôn, rất là sáng sủa luôn. Khu này ở đây mình làm vườn được nha cô chú anh chị. Thì trong cái khu vực này ở đây có người dân bên Tiền Giang hiện tại đang canh tác sầu riêng, trồng sen canh với mít. Cách thửa đất mình thì tầm khoảng là 400 mét thôi. Cách điện, cách nước thì tầm khoảng là chưa đến 1 km nha cô chú anh chị. Thì từ vị trí thửa đất mình đi ra tới con kênh lớn thì tầm khoảng là 500 mét thôi. Đất mình ở đây thì nằm trong cái diện trạm bơm điện, cho nên khi mình làm lúa đó, mình vận chuyển lúa đó là mình chạy theo con đường nẻ xanh này đi ra tới ngoài cái đầu kinh ngoài kia, đầu kinh lớn đó cô chú anh chị, để mình cân lúa nha. Nguyên cái khu này ở đây luôn, toàn bộ vận chuyển lúa bằng tuyến đường này nha. Thì em sẽ tiến qua cái ranh bờ còn lại cho cô chú anh chị mình xem. Đây là cái ranh còn lại của mình nè cô chú anh chị. Đất nằm trong cái diện mà đê bao 3 vụ đều giống nhau hết cô chú anh chị. Mỗi một khuôn đất ở đây là chia một cái đường mương máng nhỏ để chạy sâu vào bên trong, chạy xuống cuối đầu đất luôn. Bơm nước đầu nào cũng được hết và xả nước ra đầu nào cũng được hết đó cô chú anh chị, rất là tiện luôn. Bây giờ cái trạm bơm điện thì nằm đằng kia. Còn pháp lý ở đây thì đất mình là sổ hồng nha. Thì hiện tại chủ bên em cắt bán lẻ nha cô chú anh chị, cắt bán cho mình là được 15 công, giá chỉ có 90 triệu một công thôi, tức là 900 triệu một mẫu nha. Từ vị trí thửa đất mình đi về đến thành phố Tân An khoảng 70 cây, còn thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 110 đến 120 km nha. Thì cô chú anh chị mình từ Đồng Tháp, An Giang, Hồng Ngự mình qua đến đây rất là gần, tầm khoảng 50 km thôi. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha.